Sáng ngày 4 tháng 9, nhằm mùng 9 tháng 8 âm lịch, dù trời mưa nhưng không ngăn được đoàn người từ khắp nơi ở thành phố Hải Phòng và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc về dự lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn chính thức trở lại với sự tham gia của 16 ông trâu đến từ 6 phường. 16 ông trâu sẽ đấu 15 trận để chọn ra trâu vô địch. Theo ban tổ chức lễ hội chọi trâu, các ông trâu sẽ được chủ trâu chăm sóc tốt, sẵn sàng cho những trận đấu quyết liệt. Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990, được tổ chức thường niên vào mùng 9 tháng 8 âm lịch. Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định số 5079/QĐ-BVHTTGL ngày 27 tháng 12 năm 2012. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn tiếp tục tổ chức lễ hội chọi trâu truyền thống sau 2 năm tạm dừng nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy, khẳng định giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội, tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày công nhận lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Do sân vận động sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi nên ban tổ chức sẽ kiểm soát lượng du khách người dân vào sân vận động xem chọi trâu bằng giấy mời. Những người không có giấy mời sẽ xem qua truyền hình trực tiếp tại hai địa điểm đã được bố trí màn hình lớn gần khu vực thi đấu. Ban tổ chức lễ hội chọi trâu sẽ bố trí khoảng 400 người từ các lực lượng công an, quân đội, biên phòng để đảm bảo an ninh trong và ngoài khu vực thi đấu. Công an sẽ mặc thường phục tuần tra để ngăn chặn, xử lý những trường hợp tổ chức tham gia cá độ.